Ta sang phần thứ ba, tính chất hóa học chung các kim loại. Cái điều đầu tiên chúng ta phải khẳng định đó là tất cả các kim loại đều có tính cực. Tất cả các kim loại dù mạnh hay yếu đều có tính cực. Trong các cái phản ứng ấy, thì kim loại M tạo thành ion Mn, Mn cộng và giải phóng ra N electron. Tất nhiên là khả năng nhường electron của các kim loại là khác nhau. Có chất, có kim loại nhường tốt, có kim loại nhường kém, yếu hơn. Thì đó là tùy từng kim loại, nhưng tất cả các kim loại đều có tính cực. Đấy, đấy là điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ. Cụ thể hơn, trong một số các cái phản ứng sau đây. Thứ nhất là tác dụng với, một là tác dụng với phi kim. Tác dụng với phi kim. Một số phi kim điển hình như là oxy này, rồi là clo này, rồi là lưu huỳnh này, vân vân. Thế có một số các cái phản ứng mà chúng ta cần phải quan tâm sau đây. Ví dụ như tôi lấy sắt chẳng hạn. Sắt chẳng hạn. Sắt sẽ tác dụng với clo. Clo là chất oxy hóa mạnh. Sắt là một kim loại có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nhường 2 electron và khả năng thứ hai là nhường 3 electron. Clo là một chất rất dễ nhận electron. Nhận rất mạnh, tính oxy hóa mạnh. Cho nên sắt nhường 3 và tạo thành sắt 3 clorua. Sắt 3 clorua. Thế còn khi sắt tác dụng với oxy thì cần phải đốt cháy. Và trong cái phản ứng tác dụng oxy ấy thì sắt đồng thời tạo thành oxy sắt 2 và oxy sắt 3. Thông thường người ta viết chung là oxy sắt từ F3O4. Này, cân bằng là 2 này, 3 này. Thế còn khi tác dụng với lưu huỳnh, sắt này tác dụng với lưu huỳnh, khi sắt tác dụng với lưu huỳnh thì cho dù có nghiền nhỏ lưu huỳnh, nghiền nhỏ sắt, trộn đều và cho vào lò bát quái nung 7-7-50 ngày, đúng không, 49 rồi nhưng khuyến mại thêm một ngày nữa, nung trong lò bát quái thì sắt cũng chỉ thể hiện hóa trị 2 thôi. Đấy, câu đấy là câu chốt cần phải nhớ nhé. Sắt tác dụng với lưu huỳnh chỉ lên sắt 2, chứ không phải là cứ nhiệt nhỏ rồi nhiệt độ cao lên sắt 3, không có. Nghe chưa ạ? Như vậy với kim loại sắt này, tùy từng phi kim thì nó tạo ra các cái sản phẩm khác nhau. Đấy, tạo ra các sản phẩm khác nhau mà cái này cần phải nhớ, rất dễ bị nhầm, rất dễ bị lừa trong các bài thi. Không chỉ sắt, các kim loại khác cũng vậy. Ví dụ như là nhôm chẳng hạn, có thể tác dụng với clo, đốt cháy rất mạnh clo, phản ứng tạo thành nhôm clorua. Đặc biệt là phản ứng mà khi đốt cháy nhiệt độ cao. Cụ thể tốc độ phản ứng như thế nào thì mời chúng ta xem một đoạn phim sau đây. Đốt nóng bó dây nhôm, rồi nhanh chóng đưa vào bình cầu chứa khí clo màu vàng nhạt. Phản ứng hóa học xảy ra rất mãnh liệt, cho ngọn lửa màu sáng chói. Sản phẩm của phản ứng tạo thành là nhôm clorua.